Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn làm một cái video để giới thiệu các bạn về cái cây long não 3 năm tuổi thì nó sẽ cao được bao nhiêu. Các bạn nhìn ở đây. Cây này là cây long não 3 năm tuổi rồi. Đây lá và hoa của cây đây ạ. Đó, cây này được chăm sóc và nuôi trồng tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Các bạn nhìn đây. Thân cây rất là to rồi. Vành này vành đường kính phải 15 rồi. Đó. 15, 16, 17 trung bình. Các bạn nhìn ở đây, cây long não đang phát triển rất tốt và cho ra rất nhiều nhánh cành đều. Nếu các bạn muốn thoát thân cho cây này, thoát thân cao thì các bạn tỉa cái cành này đi. Đấy, tỉa những cái cành to đi thì cây nó sẽ thoát thân lên nó cao. Đó là cây long não này được các kỹ sư lâm nghiệp chăm sóc theo đúng khoa học công nghệ. Thì hiện nay nó được 3 năm 2 tháng tuổi tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Đó thì rất nhiều khách hàng đặt câu hỏi về trung tâm cây giống Tam Đảo là bây giờ trồng khoảng 3 năm thì nó cao được bao nhiêu và thân to như thế nào. Thì các bạn nhìn ở đây. Thì cây này nó nếu mà 3 năm thì nó cao khoảng hơn 3 mét. Đó. Hơn 3 mét. Cao gần 4 mét đấy. Đấy, cây đây. Bắt đầu cho tán bóng mát rồi. Cây này thì thường thường chúng ta thu hoạch gỗ và lấy tinh dầu, nấu lá từ tinh dầu. Đó. Và hoa đang ra hoa rất là nhiều đây. Hoa xong sẽ có quả như này. Và nó sẽ cho tạo ra hạt giống và chúng ta sẽ lấy hạt giống để gieo là những ở đây. Đó, ngọn như này lá, đặc biệt là cái lá. Long não này là những cái viền lá của nó như thế này. Đây các bạn nhìn đây. Lúc nào phải gợn sóng như này mới là chuẩn giống long não nhé. Đó thì hôm nay thời tiết là rất là nắng và đẹp thì mình sẽ quay các bạn về cái cây long não trồng được 3 năm 2 tháng tuổi tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Để liên hệ mua cây giống gù hương, long não, xá xị, đàn hương hoặc các cây giống được dược liệu, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình đã để bên dưới màn hình 0798 414 414. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.